Em ơi, chị với anh Hồng Lộc Xanh quá là mệt vì hôm nay đi chơi quá là mệt luôn. Nghèo Mà thì chị quay video mèo đất từ tay còn cầm bực không nổi quá này, chân nghèo còn đi đau cơ. Anh lại anh đánh chị tôi nữa. Em anh Hồng Lộc Xanh thì rất là đáng ghét luôn. Bố chị bảo chị nhớ tay mấy game. Biết tên gì không? Chị sẽ nói nha. Là chị đi hôm nay bọn chị đi quá là mệt. Chị lúc kê có nhìn thấy cái đoạn mà chị kể xong thì cho nếu mà không? rơi ở đĩa Trời đồng thì người ta ơi, khoái mắn mà tôi không có khoái đâu. chị rất là muốn nghỉ luôn. Mai là về nhà chị mai cũng đổ xanh ra đường nghỉ. Và anh chị đang quay Vãi TikTok lồn này, nha. toàn mẹ Và ăn xem mẹ những cái ông YouTube và bo. clip của mình ấy, đúng không nhỉ? Đó, em thấy chưa? Bây giờ chị sẽ bảo anh này khoe khẩu súng nhá. Lấy khẩu súng ra Mày đây. bia lái nhá, bên nhà khẩu khỏe lái nhá. Ui, đây là khẩu to nhất ở Mình nhớ lái được trong đâu phim. Bây giờ chị sẽ ấy ngược lại cho các xem. em chuẩn bị tam thính này, tôi thì Đó. vô được cái gì vô tôi không nhớ súng Đó, đâu, nhìn đù nhờ. má anh em biết hết rồi. Quá là Ok xịn thế nhở, sò luôn. Thêm một khẩu nữa. Đây, thêm một khẩu nữa. Quá là hoành tráng. AUG này đỉnh bắn mẹ MK tôi lo ngấu. Hôm nay bọn chị sẽ làm clip PUBG bắn nhau. Và hôm nay các em được đoán xem phim nào của người đó nha. Bây giờ trận phim bắt chiến bắt đầu. Ui bo bên kia. Trận phim bọn chị sẽ để phim ở đây. Tại sao? Chị còn giống ở đây. Nhưng mà cái này là chị cho quay đi. Quay bên lắm thôi. Đầy đủ. Ok. Nên chị sẽ để cái này cho sau. Không. Không. Bây giờ mình sẽ bắn mà. Và đi này nhá. Và hôm nay anh này sẽ cũng là đồng đội của chị luôn. Đấy. Ha. Đi chuyển không? Em nghe cái súng này chưa? Các em nghe cái súng này chưa? Chị bắn này. Đó. Cái này hiện đại. Tôi ông chả có quả. Đang chạy thuyền sấy ra thì cuối cùng mình đã chết. Mình vào bờ mình sấy ra nó lại chết thì kìa. Bây giờ trận mình chiến bắt đi vai bắt đầu tàu. Quá địch kìa. Mà đang dập này đéo biết nó bắt nó không. Anh em ơi, là anh cái súng này thắng lắm, rồi. Ai à, đấy là xanh mày. Bây giờ chị ra khoe cái áo này không bắn nữa nha. Các em biết áo này rất là đẹp luôn, quá là chất. Quá áo này áo này hở bụng các em ạ. Áo này quần chất là xịn. Này quần chất chưa? Áo này còn hở bụng nó lớp. Quần chất. Quần đẹp quần chất. Nhiều nhéo đâu. Áo này đó đẹp lắm, tóc chị tự làm á, không biết hôm nay các em có vui. Đây là chị, đây là chị yêu xa điền, yêu xa điền. Sao mặt mình em nhở đó chị, anh này anh cứ làm người chị. Chị sẽ tắt đèn đi. Ôi, địt mẹ nó không có máu, tí là lèo nhéo là chết con mẹ. Hôm nay mình kem. Đây là cái gương mới. Đây là cái gương mới. Đó. Kem nhìn này. Đây là con lợn ạ. Quay con lợn đi. À bây giờ chị sẽ quay con lợn. Ui cái lồn này đấy. Cái lược đâu? Chạy đâu? Chạy. Trời. Quá là bắt cười luôn. Ê khủng lộ anh xanh anh mới mua. Anh có xe bắt đầu. Cẩn thận. Anh khủng lộ anh xanh. Có người về nghe các em.